quay đồ chúng cần phải cái này mặt số thứ ba là tần số của anh Vinh 72190 cùng với anh Thảo 72190 rồi Thảo thâu rồi, thâu của Thảo rồi. Kiểm tra công tác an toàn, chuẩn bị các anh em cho máy bay đầu kia được cất cánh luôn. Đã cất cánh để tất cả anh em cho thằng pháo tay cổ vũ. Thank you.
vừa qua, toàn dân cả nước kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Hôm nay, câu lạc bộ mô hình cũng bay để thể hiện tinh thần đối với bầu trời của Tổ quốc. Chào mừng ngày thành lập quân đội và chào mừng năm mới. Không phải vượt bức tường âm thanh mà nổ. Máy bay đang bay ngang chào khán giả đến thì chúng ta vỗ tay. Vỗ tay. Đẹp quá. Đẹp quá. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Quý vị phải có này. Động tác kéo cờ đối với trực thăng là một động tác khó, chỉ có những tay nghề điêu luyện mới kéo được những đường bay đẹp như vậy. Đề nghị chúng ta vỗ tay. Xin giới thiệu thêm, anh Đình là một người rất đa tài đa năng, đã sản xuất nhiều kiểu loại máy bay mà hiện nay hãng Boeing đang còn đặt hàng cho anh nhưng anh chưa biết. Đề nghị bay gần vào, bay gần, bay chậm lại để chụp ảnh. Đang coi phim. Đang coi phim. Đẹp quá. Mục tiêu tiếp theo là quả bóng màu đỏ. Đề nghị các anh căn đường bay, đừng có bay thẳng ra giữa. Mục tiêu tiếp theo là quả bóng màu đỏ. Thôi, thay đồng tài. Mục tiêu tiếp theo là quả màu đỏ. Đề nghị các anh tiêu diệt khẩn trương.